Nếu sở hữu tướng cầm này, chắc chắn hút lộc vào nhà, thần tài che chở, cuộc sống giàu có ít ai sánh kịp. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Nhiều người thường có quan niệm chỉ cần nhìn tướng khuôn mặt, tướng bàn tay cũng có thể xem được vận mệnh và tính cách của một người. Theo các chuyên gia nhân tướng học thì xem tướng cằm cũng có thể giúp chúng ta đoán được nhiều điều về vận mệnh của một người. Bởi vì cằm tượng trưng cho tài lộc, phúc phần và tài sản của một người. Nhìn vào dáng cằm, người ta có thể dự đoán được tương lai, hậu vận của người khác. Ví như những người cằm nhọn thường thông minh, độc lập, quyết đoán nên sớm gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Người cằm lẹm thường là những người hướng nội, yếu đuối, dễ bị lôi cuốn, thiếu bền bỉ, chịu khó, tình cảm ủy mị, yếu hèn. Vậy thì tướng cằm như thế nào là tướng cằm giàu sang, phú quý? Để có thể làm rõ hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tướng cằm vuông. Người sở hữu tướng cằm vuông theo nhân tướng học là người càng về hậu vận càng sung túc, đủ đầy. Người sở hữu tướng cằm này thường là người chăm chỉ, chịu khó, làm việc dứt khoát, không bao giờ để người khác phải thất vọng. Họ không tính toán, vụ lợi nên dù ở môi trường nào cũng được yêu mến hết lòng. Đàn ông cằm vuông có tướng số tốt, gặp nhiều vận may trong đời, tính tình thẳng thắn, cởi mở, nhiệt huyết, tuy nhiên có phần cố chấp, gia trưởng nên sẽ bị người khác ghét. Tướng cằm vuông kết hợp với yết hầu nhô ra ngoài lại là người phản bội, không đứng đắn, thiếu chí tiến thủ nên sự nghiệp chỉ ở mức trung bình. Còn nếu người phụ nữ sở hữu tướng cằm này thì tính tình thật thà, chịu khó làm việc, có ý chí, sức khỏe tốt, kiên cường, không chịu thua kém. Là người đặt nặng vấn đề đạo đức trong cuộc sống, sống tình cảm, chu đáo, quan tâm chăm sóc gia đình, sẵn sàng hy sinh trong tình yêu nhưng không có được hạnh phúc. Tướng cằm trẻ. Cằm trẻ là ở giữa cằm bị lún vào như chia ra làm đôi. Những người sở hữu tướng cằm này đa phần đều rất thông minh, nhạy bén và họ luôn muốn khẳng định mình, luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc được giao. Ngoài ra, những người này đều có thể giữ của và gặp nhiều may mắn trên đường công danh, sự nghiệp. Xem tướng đàn ông cằm trẻ cho thấy, nam giới sở hữu kiểu cằm này có tính cách phóng khoáng, đĩnh đạc, kiên trì, biết nhìn xa trông rộng. Bên cạnh đó, những người đàn ông cằm trẻ có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của phái đẹp, tiền đồ rộng mở và thành công trên con đường sự nghiệp. Về cuộc sống hôn nhân, họ sẽ có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Phụ nữ cằm trẻ độc đáo, giàu nghị lực, mạnh mẽ và thường tự đi lên bằng sức của mình và luôn tự chủ trong cuộc sống. Họ luôn tìm tòi những cái mới, có bản lĩnh vững vàng và không dễ khuất phục trước khó khăn nên dễ thành công trong công việc, thậm chí là trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Không chỉ vậy, trong cuộc sống hàng ngày, những người phụ nữ cằm trẻ luôn thể hiện yêu ghét rõ ràng, không ưa xu nịnh và sự giả tạo. Tướng cằm tròn và nhỏ. Người sở hữu tướng cằm tròn, nhỏ, đặc biệt là phụ nữ, luôn là người phước đức. Họ bao dung, độ lượng, đối nhân xử thế tốt nên đi đâu cũng được yêu mến. Các mối quan hệ xã hội của người này khá nhiều nên thường gặp được những cơ hội kiếm tiền lớn. Biết giúp đỡ người khác rồi đến ngày sẽ nhận lại ơn huệ của họ. Đàn ông sở hữu tướng cằm này là người có ý chí, ham kiếm tiền, giàu đức hy sinh và rất yêu thương những người bên cạnh mình. Họ lo cho gia đình còn hơn bản thân nên bằng mọi giá sẽ kiếm được nhiều tiền, mang lại cuộc sống sung túc, đủ đầy cho gia đình, vợ con. Ai lấy được người có tướng cằm này phải nói là rước quý nhân vào nhà, cuộc sống sẽ không bao giờ phải vất vả, tương lai tươi sáng, có số làm đại gia. Tướng cằm dài. Những người có cằm thon dài được biết đến là người thông minh, trí tuệ hơn người, có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, phản ứng nhanh. Trong công việc, họ là người có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, luôn bình tĩnh và kiên trì trước mỗi khó khăn. Trong tình cảm, họ là những người hết mình vì đối phương nhưng lại rất yếu ớt. Nếu bị phản bội thì sẽ tổn thương rất lớn.
Với nam giới sở hữu tướng cảm này thì họ sẽ rất giỏi trong việc cân bằng giữa gia đình, công việc. Đồng thời, nhận được sự tín nhiệm của những người xung quanh, nhân duyên thuận lợi, cuộc sống hôn nhân, ấm êm tới già. Phụ nữ thì sẽ có thiên hướng hy sinh quá nhiều vì tình yêu nên nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc viên mãn. Tướng cảm đầy. Một người có tướng cảm đầy thường là người chu đáo, thân thiện, được lòng mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, họ cũng là một người ý chí và vô cùng nghị lực nên dễ thành công. Một người phụ nữ cảm đầy thường mang lại may mắn cho con cái, vượng phu ích tử. Trên con đường sự nghiệp, người có tướng cảm đầy thường gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống, làm ăn, buôn bán hay kinh doanh đều khá thuận lợi trong cuộc sống viên mãn. Tướng cảm rộng. Con trai có cảm rộng là người có tính cách trung thực, đặc biệt ở họ còn có tài làm lãnh đạo. Tuy đôi lúc họ có hơi cố chấp nhưng bù lại họ rất nhiệt tình trong công việc cũng như giúp đỡ người khác. Những người này có sở thích đi du lịch, theo đuổi lý tưởng và khá coi trọng đời sống vật chất. Người có cảm rộng có thể gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tương lai giàu có. Tướng cảm lồi. Đàn ông cảm lồi là người có khả năng quản lý, lãnh đạo. Họ có ý chí kiên cường, biết cách xây dựng sự nghiệp nên dễ thành công. Đặc biệt, những người đàn ông này còn sở hữu trí sáng tạo tuyệt vời. Họ không bao giờ chịu bỏ tay trước những trở ngại trong cuộc sống. Nhìn chung, cuộc đời của họ khá yên bình, con đường công danh, sự nghiệp thành đạt, ít khi phải nếm mùi thất bại hay nghèo khó. Tướng cảm nhọn. Theo nhân tướng học phương Đông, người sở hữu tướng cảm nhọn thường thông minh, có cá tính và khả năng thu hút cao, được nhiều người yêu mến và tin tưởng. Họ độc lập quyết đoán nên sẽ đạt được thành công trong công việc lẫn cuộc sống. Tuy nhiên, nếu cảm nhọn mà gò má cao thì sẽ có tính cách và vận mệnh khác. Những người đàn ông này có tài năng về văn học, nghệ thuật, hiểu biết và sáng suốt. Tuy nhiên, tính tình nhỏ nhặt, thiếu hòa đồng, bạc tình, tự ti hay ỷ lại, thiếu bền bỉ, hư vinh. Tính tình tiêu cực, cảm thụ nhạy bén, dễ động lòng. Tuy nhiên, trong đời sẽ được nhiều người giúp đỡ nên không phải chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, nhân tướng học còn cho biết đàn ông cảm nhọn là tướng mưu mẹo, nham hiểm, hung ác. Còn đối với phụ nữ cảm nhọn, cho biết những người này là người thông minh, năng động, có tướng số tốt, chuyên tâm vào sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công. Là tướng cảm phụ nữ tốt, sau 30 tuổi sẽ có cuộc sống phú quý, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, trái với sự thành công trong sự nghiệp thì đường tình duyên của họ lại gặp nhiều trở ngại. Cũng bởi tính tình đa nghi nên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Hai cảm. Theo xem tướng cảm, những người hai cảm kể cả nam hay nữ, đa phần đều có tính cách ôn hòa, dễ gần, không so đo tính toán và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đối với phụ nữ hai cảm, họ là những người sống rất tình cảm và trong mắt họ, gia đình là số một. Cuộc sống hôn nhân của họ rất viên mãn, hạnh phúc và không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Những người đàn ông hai cảm rất trung tình, thành thật, biết cách bao dung và chiều chuộng đối phương. Sau khi kết hôn, đa phần họ sẽ trở thành một người chồng tốt, biết chăm sóc gia đình. Về tài vận, những người đàn ông có tướng hai cảm càng đứng tuổi lại càng giỏi, càng đứng tuổi càng trở nên khấm khá, nên khi về già, họ chắc chắn sẽ sở hữu một khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Tướng cảm túi. Tướng cảm này tương đối dài rộng, có nhiều thịt, cũng có cảm giác vòng xuống. Xem tướng cảm túi thì vận mệnh người sở hữu chiếc cảm này cũng rất tốt, có phúc, tỷ lệ cơ hội thành công trong sự nghiệp là rất cao, nhưng thường không chung thủy trong tình cảm. Quý vị thân mến, cằm là bộ phận nằm tại vị trí tận cùng của khuôn mặt, tính từ trên trán đổ xuống khi nhìn theo hướng chính diện. Theo nhân tướng học, xem tướng cằm sẽ cho biết vận mệnh tương lai của đời người. Do đó, bạn có thể dựa vào bộ phận này để xem tướng đàn ông, phụ nữ. Ngoài những tướng cằm đại diện cho sự may mắn, sự giàu sang về tài lộc, thì có những tướng cằm thể hiện cho việc nghèo khổ, bần hàn. Vậy đó là những tướng cảm nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Tướng cảm thụt vào. Người có tướng cảm thụt vào là người có đầu mũi, môi, cằm không cùng nằm trên một đường thẳng, khiến cho khuôn mặt mất cân đối. Tướng người cảm thụt vào thường yếu về tinh thần, thiếu tính quyết đoán, sẽ lung lay và hay phụ thuộc vào người khác. Họ cẩn thận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, nhưng hay nghi ngờ, không tin tưởng những người khác, sống khép mình. Họ không thực sự giỏi nắm bắt cơ hội nên sự nghiệp không mấy thăng tiến, nhưng luôn gặp được may mắn trong vấn đề tiền bạc. Tướng cằm lẹm. Cằm lẹm là cằm không tròn, bị thụt vào trong,
tức đầu mũi, môi và cằm cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Những người cằm lẹm thường là những người hướng nội, yếu đuối, sẽ bị lôi cuốn, thiếu bền bỉ, khó chịu, tính cách ủy mị, yếu hèn. Trong công việc, họ thường không có chủ kiến của riêng mình, nước chảy bèo trôi nên sự nghiệp mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Đàn ông tướng cằm lẹm là người hay bị lấn át, có cái nhìn bi quan về cuộc đời, không có chí tiến thủ, sẽ nổi nóng và hành động. Do đó, cơ hội thăng tiến của những người đàn ông cằm lẹm cũng bị hạn chế, hậu vận không khá hơn là mấy. Những người phụ nữ cằm lẹm cũng có tướng số không tốt, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Tuy nhiên, mỗi lúc gặp khó khăn, thay vì tìm cách khắc phục và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân, thì những người này chỉ biết kêu ca, làm phiền người khác, tướng cằm lệch. Tướng cằm lệch là tướng cằm mất cân đối, không hài hòa với ngũ quan. Những người sở hữu tướng cằm lệch thường có tướng số không đẹp, gặp nhiều vận hạn trong đời. Họ là những người thiếu quyết đoán, không có chính kiến, không có giữ vững được lập trường. Tuy bỏ nhiều thời gian và công sức làm việc nhưng hiệu quả không cao, khó thành công, làm ăn thất bát nhưng lại có khả năng giữ tiền trong người. Người có tướng cằm này không tạo được thiện cảm tốt cho mọi người nên mối quan hệ không nhiều. Tướng cằm lưỡi cày. Dù bạn là nam hay nữ, sở hữu chiếc cằm lưỡi cày thường có số phận rất vất vả và cực khổ. Dù đã cố gắng hết sức nhưng mọi điều không tốt đều xảy ra với họ. Người có chiếc cằm lưỡi cày thường thiếu quyết đoán và thiếu tự tin, làm việc gì cũng quên trước, quên sau. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.